Hắn ta liều thật. Phải có đường khác. Cuối cùng cũng tới. Nghe nói đây có trả góp phải không? Lấy cho tôi cái máy đó, hai cái. Ờ anh ơi, có trả góp hả? Ờ, vậy tôi lấy máy này. Hai thằng bay, có bị khùng hay không? Chỗ này làm gì có trả góp? Muốn mua đồ trả góp thì tới FPT Shop mà mua. Ở đó, vừa có trai đẹp tiếp thị, vừa có gái đẹp để ngắm. Vừa có đồ hứng nước miếng nữa.